Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay trong clip lần này sẽ là tái xuất hiện trở lại của sư phụ bư của mình bên server F12 anh em nha. Anh em chưa biết, anh em nhìn qua thì trông tưởng là 4,5 ức chiến lực nhưng mà không phải đâu anh em, anh em nhầm rồi. Bạn bư bạn ấy xếp chôn đấy anh em ơi, bạn ấy xếp chôn team đội hình thủ ở đây này. Thực ra đấy con ác này mà điều chỉnh đúng của nó nha thì nó phải là gần 6 ức chiến lực anh em ạ. 6 ức chiến lực quá gắt luôn với một vị trí con ác chơi VIP 14 anh em. Thấy nó kinh khủng khiếp anh em, thấy nó sức mạnh của nó là không tưởng luôn rồi đấy. Đây cho anh em xem qua là sức mạnh không tưởng. Có cả Virus Sama rồi. Đợt sự kiện lần này thì mình nghĩ bạn bư bạn ấy cũng không so sổng đâu. Đây cho anh em xem qua. Review cho anh em xem qua cái top này thôi nha, còn cái kim cương với cái gì thì mình sẽ không khoe đâu. Đây, đây là cái điểm sát thương. Tổng 24.860 điểm sát thương top 1 rồi. Lại tiếp tục lấy được về Android 17 SSS xịn xò luôn. Anh em thấy ghê không? Quá ghê gớm. Cuộc đại chiến giữa bạn bư và bạn vô danh bên server S12. Thử lấy cái team bạn bư bạn ấy xếp vớ vẩn so tài xem. VIP 14 bem nhau với VIP 15. Đây này, cho mình thôi, mình lấy cái team chuẩn mình so tài cho anh em xem qua nha. Siêu cấp này. Kinh thật sự anh em ạ. Con ác là quá khủng khiếp. Anh em mới tẩm chưa? Theo một vài thông tin mà mình thu thập được thì gần đây là bạn vô danh có ý định bán ác. Bạn ấy có nhờ trên mấy cái gọi là mấy cái group buôn bán ấy ra bán lại con ác top 2 ở server S12 của bạn vô danh với giá 10 triệu thôi. VIP 15 mà bán 10 triệu quá rẻ anh em ạ. Anh em nào mà cần thì có thể liên hệ đến cái group đấy nha, cái admin của group ấy của bạn Nguyễn Cường ấy khá là uy tín, anh em có thể mua về để tiếp tục chinh chiến con bên server S12 này. Mình nghĩ chắc là bạn vô danh bạn ấy bán đi để đầu tư sang server khác chơi anh em ạ, chứ server này mưu chơi thông minh với cả ấy lắm, bài bản tính toán ghê lắm anh em ơi, không đọa được cơ. Rất là kinh khủng, VIP 15 mà có 4,5 ức chiến lực đánh nhau với VIP 14 này. Gần 6 ức rồi. Anh em ơi, kinh không? Đi. Nếu mà có cho một cái danh hiệu nhà đầu tư tài ba của con game này ấy, thì mình sẽ bỏ phiếu chắc chắn là bư rồi, bư S12. Anh em xem kênh của mình thì đều biết cả. Mạnh không tưởng anh em ạ. Anh em nhìn thấy VIP 14 đánh nhau với VIP 15 chưa? Mình nghĩ vô danh bán hack không có thể nào. Hoặc là nghỉ chơi, hoặc là bạn ấy đầu tư sang mấy cụm server mới bui xây lại từ đầu. Cụm server mới thì nó sẽ không liên quan đến những cái cụm cũ, tránh được những cái tên quá sừng sỏ hiện nay như bư bảy đẹp trai này, Dolphin thì mình sẽ không nhắc đến anh em ạ. Chùm Dolphin một mình một thế giới rồi. Có bảy đẹp trai DV cái gì DVH QQ gì ấy, cái tên mình không nhớ rõ lắm này. Bảy đẹp trai DVHQ này, bạn bư này, còn mấy cái bạn là top 1 nữa cơ gì nữa nhỉ, nhưng mà quên xử tên rồi, già rồi anh em, già quên tên, sorry anh em nha, anh em tự trách được mà. Đây King Cobra đấy, DVKZ bảy đẹp trai đây. Đây em này, 5 vị trí đầu tiên này. Cạnh tranh nhau khá gắt. DVKZ cũng VIP 15. Bự VIP 14 nhưng mà 5,9 ức rồi đấy. Trận này King Cobra DVKZ mà gặp với bự mới là những cái trận đáng xem này anh em này. Bảy đẹp trai gần đuổi được Dolphin rồi, bảy đẹp trai 7,4 ức. Nhưng mà mình không nghĩ đuổi được đâu anh em ơi. Dolphin bây giờ với sự kiện quay hoa, bạn ấy mà nhận được con cu bản năng vô cực thì lại sao một cái trang mới, lại một mình một thế giới. Bảy đẹp trai đánh với King Cobra DV KVDZ đấy, KVDZ cứ quên tên em ạ, quên tên hai mấy bạn này nhá. Với bư sẽ là vị trí top 3, bảy đẹp trai bây giờ cũng tách hẳn lên vị trí top 2 rồi. Không biết trong tương lai bư bạn ấy có chơi con 17 SS không nhỉ, với cả con Beerus này này, con Beerus bạn ấy có kẹp chơi với con gì không, với phân vân anh ạ, chúng ta hãy chờ đón xem.
Mình nghĩ cái team hiện tại này nó cũng quá chuẩn, quá mạnh rồi. 495 tốc này, mình rất thích con số 495. 475 này, 549 tốc. Được. Con bư này định hướng bư cho cái con hack mới bên CVS43 của mình. Mình cũng sẽ bư theo như này. 543 tốc. Ok, ngon. Còn kit bư thì sao? Kit bư tốc chắc chắn là thấp nhất. Đấy, kit bư chơi cây sức sống. Ok, chuẩn bài. Tăng rất mạnh khả năng sống sót của con bư này. Và phải tăng lên max sao đỏ. Càng cao, cao nhất có thể con này bư max tốc. Đấy, cây động giả. Nếu anh em chưa biết cách bùi như nào thì anh em chắc xem đi xem lại này, em biết rồi mà. Đây cái này. Bây giờ chẳng cần con này tốc cao để kích nữa, con này cho tốc vừa vừa gần bét tịm được. Quan trọng nhất là cái con đam chính của mình tốc được càng cao nhất có thể thì bùi thôi. Như con ve của mình chơi bên server S39 cũng tốc 495. Nếu anh em nào có ý định KS có thể sang server 39 của mình chơi. Đấy anh em này, anh em này. Sát tướng xuất huyết công xịn sò ải thì đang kẹt ở ải địa ngục luôn rồi cả địa ngục 32 các bạn, ải địa ngục 32 3 gạch ngang 2 chà chà ninja thần bí ở tháp Musclea. Thôi anh em ạ, đấy là một vài cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em thôi. Chứ khả năng là xịn, mình nghĩ là bư sẽ tiếp tục chơi anh em ạ. Đừng, sư phụ ơi đừng bán ác nha. Bán ác thì chán lắm anh em ạ. Lúc đấy thì mình có mỗi mình chơi thôi. Thì mình không thể tham khảo những cái tip trick hay của những cái đại cao thủ mà mình muốn chia sẻ với anh em. Bạn bư mà nghỉ chơi thì buồn lắm. Buồn lắm anh em ạ. Thiếu lục chiến này 6 ức gần đủ rồi. Buồn lắm anh em ơi. Vậy thôi nha anh em nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau. Bye bye.